Đây là phương pháp tắm rừng, một cái phương pháp trị liệu của người Nhật Bản rất là hay. Nó giúp con người giảm bớt những cái căng thẳng, quên đi những cái âu lo trong cuộc sống. Bởi vì mình đang kết nối với thiên nhiên, mình mở cái tâm hồn, mở mọi giác quan của mình để kết nối với thiên nhiên và quên đi mọi cái stress thường ngày. Bây giờ mọi người sẽ chọn cho mình một chỗ ngồi mà cảm thấy thoải mái nhất, nhưng mà đừng quá xa em để nghe. The color come from carrot. Yes. Yes. Thank you. Thank you.